tròn chào gió mới, vào lớp hoa đời thật tinh khôi, nét chữ xinh xinh đang dần nên nét người, mái trường thân yêu khi ngày tháng tươi vui, vì học sinh thân yêu, vì ngày mai đang lên, người thầy giáo thân yêu dắt dìu đàn em, cả cuộc sống vượt lên nâng niu những trời non, xuân về tương lai dạt dào niềm tin, bác vẫn vui bên đàn cháu. Đoàn quân tinh hoa rộn ràng bước đi trên khắp trời quê hương, ta khôn xiết mừng vui khi lớp lớp tuổi xanh theo đảng làm nên sự nghiệp vẻ vang. Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh làng Yên Lương bắt đầu. Chào mừng các đồng chí lãnh đạo, các quý vị đại biểu cùng toàn thể bà con nhân dân về tham dự hội trại hè xã Diên Thành năm 2023. Lời đầu tiên cho phép tôi thay mặt cho đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh làng Yên Lương xin được gửi tới các đồng chí lãnh đạo, các quý vị đại biểu cùng toàn thể bà con nhân dân xa nhà lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Chúc hội trại hè xã Diên Thành năm 2023 thành công tốt đẹp. Kính thưa toàn thể quý vị, mùa thu năm 1945 tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Bác Hồ kính yêu đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nay là nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Ngày ấy đi vào lịch sử để Việt Nam vĩnh hằng với thời gian. Cờ đỏ sao vàng bay phấp phới, hồi kèn xúc trận thắng khúc hát tiếng quân ca tha thiết trầm hùng. Huyền thoại Việt Nam, huyền thoại của thế kỷ, cũng là thực tài, là hiện thân của chân lý, không có gì quý hơn độc lập tự do. Trải qua những giai đoạn lịch sử khác nhau, dưới sự lãnh đạo của Đảng, của Bác Hồ kính yêu, được sự dìu dắt của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh không ngừng lớn mạnh và trưởng thành. Đang tiến về phía lễ đài là đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh làng Yên Lương với phần biểu diễn nghi thức bồi chào mừng 78 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9. Đội thiếu niên tiền phong làng Yên Lương ra quân với 290 đội viên được điều hành bởi chi đội trưởng Hồ Thị Yến Nhi. Đây là chi đội có lực lượng tham gia đông đảo nhất tại hội trại hè xã Diên Thành năm nay.
Chi đội rất tự hào là đơn vị đăng cai tổ chức hội thi nghi thức năm nay. Trong nhiều năm qua, chi đội luôn là đơn vị vững mạnh trong phong trào toàn đoàn đội của xã nhà. Có được thành quả đó là sự cố gắng của từng đội viên, bên cạnh sự dìu dắt của đoàn thanh niên, sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của cấp ủy xóm, ban công tác mặt trận xóm, cùng sự động viên, ủng hộ của bà con, nhân dân. Đặc biệt, trong năm học vừa qua, chi đội có rất nhiều đội viên đạt thành tích cao trong học tập cũng như trong phong trào khác của đoàn đội. Để phát huy truyền thống đó, chi đội đoàn luôn cố gắng phấn đấu để ngày càng vững mạnh hơn. Kính thưa toàn thể quý vị, xóm 1 làng Yên Lương nằm ở phía bắc xã Diễn Thành với 320 hộ dân và hơn 1.600 nhân khẩu. Phát triển kinh tế đa ngành nghề, đời sống nhân dân không ngừng được nâng lên, đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển chung của xã nhà. Thế hệ trẻ làng Yên Lương luôn phát huy tinh thần hiếu học, đoàn kết, gắn bó, quyết tâm xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp hơn. Tham gia lễ duyệt đội hôm nay là những gương mặt xuất sắc và tiêu biểu đang phấn khởi, tự hào và rạng ngời hạnh phúc trước cờ Tổ quốc, cờ đội, chân dung Bác Hồ kính yêu. Các em nguyện phấn đấu không ngừng để xây dựng nước Việt Nam đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như ý nguyện của Bác Hồ kính yêu. Xứng đáng là chủ nhân tương lai của đất nước, tự hào và vinh dự được tham gia hội thi nghi thức lần này. Các bạn đội viên trong chi đội đã và đang cố gắng thật nhiều để gặt hái được nhiều thành tích xuất sắc. Xin được nhiệt liệt chào mừng các em, đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh làng Yên Lương. Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh làng Yên Lương một lần nữa xin gửi tới các đồng lời chào nồng nhiệt nhất tới các vị lãnh đạo, các quý vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân sân nhà. Chúc toàn thể quý vị thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Hội trại hè xã Diễn Thành năm 2023 thành công rực rỡ. Đừng có báo cáo ngứa 30 người nữa. Nhà
Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh làng Yên Lương đang di chuyển đội hình để xếp biểu tượng chào mừng Quốc Khánh. Biểu tượng thứ nhất khối hồng kỳ, biểu tượng số 7 và số 8. Khối nghi thức, biểu tượng chữ Quy và chữ Ca, tượng trưng cho 78 năm Quốc Khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Xếp biểu tượng chữ M và chữ N. Khối nghi thức đang di chuyển xếp số 2 và số 9, tượng trưng cho Quốc Khánh mùng 2 tháng 9 mỗi năm. Xin đồng nhiệt chào mừng các em tinh thần cách mạng tháng 8 và Quốc Khánh mùng 2 tháng 9 mỗi năm. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
muôn năm. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta. Đội nghi thức sĩ đội 1 đang di chuyển tiếp vòng tròn để chuẩn bị phần thi múa đồng diễn của đội sĩ đội mình. Ngày đêm giữ yên đất trời, cho nơi
Một lần nữa thay mặt cho chi đội tiếp viên tiền phong Hồ Chí Minh làng Yên Lương xin cảm ơn sự ủng hộ hết sức nhiệt tình của toàn thể bà con, xin trân trọng cảm ơn. Chi đội 1 đi thẳng luôn. Đi đội trưởng cho chi đội 1 đi thẳng luôn để chương 8 nổi trống ra xong. Tiếp đi cho chi đội 1 đi thẳng vào trại của 611 để cho chi đội 8 ta nổi trống ra sân, chi đội 8 chuẩn bị. Chi đội 1 dàn xếp xong hết vào trong một mình thì chi đội 8 nổi trống ra sân. Rồi, theo được một chương này đó để cho chúng ta.